Thân mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái cây cà tím nha các bạn ha. Thì đây hình ảnh các bạn đang xem, mình đang quay cây cà tím các bạn. Đây là những trái con nè. Thì vừa qua thì mình có đăng một cái video nói về cái cây cà tím trên cái danh sách phát cũng như là kênh YouTube của mình các bạn. Thì cũng có nhiều bạn là điện thoại hỏi là cây cà tím của các bạn là bị vàng lá như thế này nè. Khi mà nó mới trồng khoảng một thời gian thì nó bị vàng lá, cũng như là khi mà nó ra trái chín thì mình nên bón phân gì để cho cái trái cà tím nó phát triển tốt và nó đạt cái hiệu quả là cao nhất nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Đây cà tím các bạn, đây mình quay sơ cho các bạn xem rồi mình sẽ chia sẻ ha. Đây trái nào trái nấy là rất là ok các bạn. Quay sơ cái đám cà tím cho bạn xem nè. Thì cái cây cà tím á, mà nó bị vàng lá như thế này nè các bạn. Đây, cái vườn hôm nay này nó bị nhiều lắm các bạn. Thì mình xịt cái loại thuốc là Antracoin nha các bạn ha. Thì trên cái chủ đề cây cà pháo mình cũng đã chia sẻ cho bạn cái loại thuốc đó. Thì cái liều lượng của nó một gói như vậy á, là 25g. Và pha trong một cái bình là 8-10 lít nước để mình xịt nha các bạn. Và mình xịt là trên ngọn lá như thế này nè. Thì cái tình trạng là vàng lá là nó sẽ là khắc phục được nha các bạn ha. Đây các bạn tiếp tục nè, nó bị vàng lá các bạn ha. Còn phân á, còn khi mà nó ra trái chín á thì mình nên là dùng trung vi lượng nha các bạn, và kết hợp với DAB. Còn cái phân mà DAB á thì chúng ta là nên ngâm trước 1 tuần xong rồi chúng ta tưới nó, chứ chúng ta không có vô tại gốc nha các bạn. Đây nè. Đó. Để mình quay sơ cho bạn xem nè. Thì vườn cà tím này thì nó đang bị vàng lá rất là nhiều các bạn. Đây. Vàng này thì bông nó rất là ít. Thì tại vì là chưa có xịt thuốc các bạn. Các bạn nên chọn một số loại thuốc mà kiểu như là tăng kích thích ra rễ á, thì các bạn mua các bạn xịt ha. Zinam 30 nha các bạn. Và đồng thời các bạn là cần mua cái loại thuốc cơm cát đó. Chúng ta là chọn chung cái thuốc mình kết hợp luôn, là cho nó ra rễ các bạn. Cơm cát là chuyên về ra rễ á. Đây bạn, vàng lá cực kỳ luôn nè các bạn ha. Cái cây này thì nó cũng như mấy loại cây cà khác, như cây cà pháo mình bạn. Mình chuyên gia là chia sẻ về cây cà pháo á, thì các bạn cũng biết là cây cà tím này với cây cà pháo là nó cùng một họ. Thì cái loại thuốc mà nó trị thì nó cũng là tương đối là giống nhau các bạn, không có gì là khác á. Mình thì ở đây, ở địa phương mình thì mình xài là mát Bluetooth với Matasi á, mình trộn lại mình xịt á thì nó cũng hết nữa các bạn. Nhưng mà mình để ý á, thì có nhiều bạn á, là không có cái địa phương của các bạn là không có cái loại thuốc đó. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là loại thuốc là Antracoin ha. Thì cái loại thuốc này bạn có thể tìm tại các dược tư nông nghiệp á là có. Đây các bạn, cà tím là bị vàng lá ráo rồi. Đây, quay sơ cho bạn ha. Ở đây là cái mô hình này á, là mình lúc trước mình có quay cho các bạn xem á, thì đi ống nước nè rất là đầy đủ luôn, cứ nước đều lần này nó lên rất là ok các bạn. Đây cà tím các bạn, cái này á, mình mua chung vi lượng về mình rải gốc á, mình rải gần ngay gốc nè các bạn là phải tránh xa gốc ra, đừng có rải gần. Sau khi các bạn rải rồi các bạn hãy tưới nước đều ha. Nếu mà bạn nào đi ống nước á, thì các bạn bật cái ống nước lên, nước nè, thì ống nước như thế này nó tiện lắm bạn. Mà cái cách nó tưới cũng đều nữa, là nó quay nó đều rất là đều à, ha. Cứ 4 lít như thế này nè là một đường ống nước. Thì chúng ta trồng á, chúng ta phải kinh doanh các bạn, trồng cái lo xong cái lón này thì chúng ta chuyển sang cái lón khác. Đây cà tím các bạn, nó cà tím này nước mỡ hành rất là ngon các bạn ha. Các bạn nên mua thuốc, có mấy loại thuốc như Zinam 30 á, xịt cho mấy cái bông này nè, kích thích ra rễ, kích thích ra bông các bạn. Còn kích thích ra rễ là sử dụng là thuốc cơm cát á. Cơm cát thì hay trộn với lúa, thường là mấy người làm lúa người ta hay mua cái loại thuốc cơm cát á, để chúng ta làm cho nó ra rễ lẻ. Thì trên cây cà tím này chúng ta cũng thể là áp dụng được luôn nha các bạn ha. Đây quay cho bạn xem nè, quá đã. Đây các bạn, cái mô hình này trồng rất là đều nha các bạn ha.
cứ bốn luống như vậy là một đường ống nước, là tưới nó rất là đều, tại vì cái này nó tưới là khoảng là 2 mét luôn các bạn. Đây đó, cột phân thì các bạn có thể đi được 22, 20, 15 nữa, nhưng mà riêng cây cà tím này thì mình nên đi chung dư lượng các bạn, với DAB thì mình ngâm trước 1 tuần lại cái mình tưới hả, là mấy trái nó bự gì dữ lắm. Đây quay cho bạn xem đó. Còn vàng lá thì có nhiều loại thuốc rồi, thì các bạn có thể là áp dụng là Matasi với bách Bluetooth như cái địa phương của các bạn có, thì đó là chọn là sẽ là hiệu quả lắm đó luôn luôn các bạn. Còn Antracon thì các bạn xịt nhiều lần là nó sẽ hết ha. Đây vàng lá nè, nhưng mà đặc biệt cái này thì nó chỉ vàng lá thôi chứ nó không có thú rễ, còn như cây cà pháo thì nó sẽ là thú rễ các bạn, và cũng như là sau đục thân á. Sau đục thân thì chúng ta nên sử dụng thuốc là rề va thông ha, là cái loại thuốc là trị cực kỳ hay. Thì cái vòng đời của cái con sau đục thân là nó tầm khoảng là 12 ngày các bạn, là trong vòng 12 ngày là nó sẽ chết hả. Nhưng mà trong vòng 12 ngày thì nó cũng đã đục cái cây của mình, nó tiêu rồi, thì chúng ta nên chọn một cái loại thuốc để chúng ta xịt ha. Thì nhưng mà cái đặc biệt cái loại sau đục thân các bạn thì nó rất là dễ kháng thuốc, nên các bạn là nên tìm hiểu thêm những cái loại thuốc khác để chúng ta xịt ha. Nhưng mà tốt nhất á là các bạn nên là chọn thuốc và là sinh học á, các bạn xịt nó ok hơn. Nhưng mà những cái loại thuốc khác á thì cũng hạn chế ha, tại vì xịt nó như vậy á thì cái bông cà tím này nè nó sẽ bị rụng đó, rất là dễ bị rụng luôn các bạn. Nếu mà nó bị nóng á thì nó sẽ rụng. Thì trong cái video này thì mình cũng ráng mình chia sẻ hết cái kỹ thuật của mình á cho các bạn cùng biết á. Đây các bạn, nghe đây những cây cà tím nè, thì những cái cây mà nó đang ra trái như thế này nè các bạn, là nên bón cái thằng DAB liền. Nếu mà chúng ta có tiền nữa thì chơi chung dư lượng là nó rất là phát triển luôn. Còn đất ở đây thì nó rất là ok rồi, đất này là đất ruộng các bạn, thì nó rất là ok. Cây cà tím này cũng trồng được nhiều loại đất, nhưng mà đất tốt nhất chính là đất thịt nha các bạn, và đặc biệt là đất từ ruộng nó sẽ rất ok hơn. Thế mình đi quay một lón nữa thì mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Thì bạn nào đang xem video của mình thì thấy mình chia sẻ hay á thì hãy like cho mình một like ha, để thì mình có cái động lực cho mình ra những cái video tương tự như thế này ha, để cho các bạn cùng xem. Cũng như là các bạn nào mà không biết về kỹ thuật á thì các bạn cứ comment bên dưới đi, thì rảnh thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Thì nói chung là trong cái video này thì mình cũng đã nói hầu như là 70% là nó muốn hết về cái cây cà tím này rồi các bạn. Đó thì bạn nào có câu hỏi thì cứ hỏi mình ha, thì mình sẽ trả lời ha. Thì một lần nữa là bên dưới là có nút đăng ký cũng như là cái nút like đó, thì các bạn bấm nút đăng ký và nút like cho mình ha. Rồi mình chào tất cả các bạn và chúc các bạn được thành công ha.